Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội 2015-2023. Số liệu đưa ra cho thấy, đến cuối năm 2023, một số doanh nghiệp bất động sản còn nợ thuế với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong 8 năm, Bộ Tài chính đã tổ chức thanh tra 19 doanh nghiệp bất động sản và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó khoản nộp ngân sách nhà nước hơn 250 tỷ đồng và kiến nghị xử lý tài chính khác gần 1.000 tỷ đồng. Nguyên nhân xử lý tài chính chủ yếu do xác định chưa đúng tiền sử dụng, thuê đất, kê khai nộp thiếu các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hay xác định sai thuế suất ưu đãi. Các doanh nghiệp chưa hoàn thành, theo Bộ Tài chính, do vướng mắc tính tiền sử dụng đất, phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật hay chuyển nhượng tài sản dẫn đến chậm quyết toán.